Quý khán giả hãy lưu lại công thức cùng hướng dẫn chi tiết vừa rồi để vào bếp trổ tài làm món vịt nấu sầu riêng, giúp bữa cơm cuối tuần thêm đậm đà hương vị. Món ngon này rất thích hợp để đãi khách hoặc để gia đình quây quần bên nhau, thưởng thức món ngon sau một tuần học tập, làm việc vất vả. Đặc biệt với ai là tín đồ của sầu riêng, càng không thể bỏ qua cách kết hợp độc đáo này. Chúc quý khán giả cuối tuần ngon miệng với các món ngon được gợi ý từ chương trình Món Ngon Cuối Tuần. Chị hồi hộp, chưa bao giờ chị ăn mà hồi hộp như vậy. Thơm nha, thơm, rất là thơm luôn. À, quý vị nào mà không có thể ăn được sầu riêng á, thì Linh nghĩ là chắc là cũng có thể ăn được cái món mà vịt nấu sầu riêng. Đó, tại vì cái mùi nó không quá nặng. Vịt của mình bây giờ ăn á, cái cảm giác nó sao ta? Nó vừa mềm nè, mà nó vừa thơm nữa, ngon lắm nha quý vị ơi.